Hello tất cả anh em, chào tất cả các bạn trong kênh YouTube. Thì đây là cái nguyên nhân, mình tìm ra cái nguyên nhân cho tất cả các bạn luôn. Trước sau gì đường nào thì các bạn cũng sẽ gặp cái trường hợp của dòng Marico. Thì đây là cái cụm của dây lây nè, từ dưới mái lây đó. Thì đây cái lỗi, nó có một cái lỗi đặc biệt đó là bị gấp dái. Thì khi các bạn in một mặt thì nó không xả ra cái hiện tượng bị gấp dái, nhưng mà khi các bạn chạy cái lệnh hai mặt á thì nó sẽ bị gấp một cái góc. Nhưng chúng ta lại cứ nghĩ rằng là do cái khai đắp lấy cũng như do dái hoặc là do sái này nọ, do đó đúng. Thì mình cũng đã thử tiến hành là thay thế tất cả các cái linh kiện đó, thay cả cò sái, cò râm và đổi đắp lấy, đổi luôn cụm sái luôn, nhưng nó vẫn có hiện tượng xảy ra là bị gấp của giấy. Thì gấp như thế nào thì đây, thì cái hiện tượng đây thì nó gấp như thế này, thì đó các bạn thấy này, nó chạy nó bị gấp kiểu như thế này. Chữ thì vẫn in lên đây và mực thì vẫn chín, có nghĩa là nó bị gấp trước khi vào rum và trước khi qua sái luôn. Là có nghĩa nó đảo mặt một, nó chạy xong mặt hai nó lên là nó sẽ bị gấp chỗ này. Cứ một tờ hai tờ thì nó lại bị gấp đó, như thế này. Đó, ổ này gấp liên tục. Gấp liên tục thì cái lỗi nó nằm ở đâu? Thì đây. Các bạn quan sát cái miếng phím này, nó bị rách. Chạy một thời gian dài nó bị mòn và nó rách như thế này. Thì khi tờ giấy nó lên đây, nó sẽ gặp cái chướng ngại vật chỗ này. Đúng, rất là le đó hả? Mềm nó mỏng luôn kìa. Lên gặp chướng ngại vật như thế này, nó rách này, nó sẽ bị cắn cái góc đó, nó dẫn đến cái hiện tượng là bị lật giấy như thế này đó. Thì nó mất tốn rất thời gian mới tìm ra được cái này, bởi mình cũng thử thế hết rồi, nhưng mà cuối cùng đây do cái bàn phím này. Thì cái này thì nó đơn giản thôi, nếu mà các bạn có chụp X quang á, bạn bị trật khớp rồi trật chân, là bạn chụp X quang thì bạn xin bác sĩ cái bạn cái phim đó. Còn không thì bọn vô bọn với đoàn chụp khớp, chụp thử xương rồi để xin cái phím, chụp cái phím á để có cái phim như thế này. Cái bọn về bọn két và bọn gión ở đây như thế này, két và gión lại á, thì nó sẽ thấy cái trường hợp bị gấp góc như thế này nữa. Đây là cái hiện tượng. Thì mình để cái mở được cái cụm cái khai này đó, thì mình trong video trong kênh của mình đã hướng dẫn cho bọn cụ thể là như thế nào mở, như thế nào hướng dẫn chi tiết rồi, các bạn chỉ cần xem và mở theo thôi. Còn cái này thì bọn tháo ra, bọn lọc ra, bọn dán lại thôi, dán là phim khó. Cái đây là mình tận dụng cái bìa axit á, mình cắt, nói chung là nó rất mỏng như miếng phim bình thường thôi, không có gì hết. Nếu bạn có phim thì còn tốt, bọn cắt và bọn chỉ cần lọc cái miếng này ra, bọn dán vào, bọn cắt y theo như vị trí như thế này đó. Sau khi dán thì nó sẽ hết, thì mình sẽ tiến hành lắp vào và chạy thử nhé, để coi xem cái công năng ứng dụng nó tốt không, nó còn bị nữa không, là mình sẽ nói tiếp cho bạn xem. Thì mình sẽ lắp, tiến hành lắp thử và chạy thử cho bạn nhé. Được, quá ngon, ok luôn, hết gấp hết đồ luôn. Mấy file này không lỗi, mấy file này in bê không, thấy là bị gấp đó kìa, hết gấp rồi đó. Ngon lành rồi đó, đúng bề, đúng bình rồi đó, đúng bình rồi đó. Vậy là hết là gấp đồ rồi. Ok, xong như vậy là hoàn thành xong. Quá lỗi Lico bị gấp giấy, cảm ơn các bạn.